Nếu như Ford Ranger là vua bán tải tại thị trường Việt Nam, thì tại thị trường Mỹ, danh hiệu đó thuộc về Ford F-150 Limited. Ford F-150 Limited 2021 sở hữu khả năng vận hành tương đồng với mẫu bán tải đầu bảng F-150 Raptor. Mời các bạn theo dõi vlog mình chia sẻ đánh giá về F-150. Let's go! Tuy nhiên, xe Ford F-150 2021 Limited không quá hầm hố như đàn anh, mà nhấn mạnh hơn vào yếu tố sang trọng và trải nghiệm của khách hàng. Đó là yếu tố giúp mẫu xe này phá được rất nhiều kỷ lục về doanh số, giá bán, ngoại thất. Ford F-150 Limited 2021 có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 5m890, 2m030 và 1m961. Với chiều dài gần 6m và cao hơn 2m, F-150 Limited 2021 thật sự là một quái vật đường phố khi lăn bánh trên đường. Nhìn từ trực diện, khách hàng có thể nhận ra ngay F-150 Limited khi dòng chữ Limited nằm chễm chệ ở phần nắp capo gân guốc. Bộ lưới tản nhiệt đã được làm mới với cấu trúc thanh chrome trung tâm, có thiết kế dày bản ôm trọn phần đầu xe thay vì ba thanh ngang thanh mảnh song song như trước. Đặc biệt, mặt ca lăng còn được phủ lớp sơn satin, khác biệt với chiếc F-150 tiêu chuẩn. Cụm đèn trước cũng có thiết kế mới với cấu trúc ôm trọn phần lưới tản nhiệt thay vì tách rời như thế hệ cũ. Đèn pha LED 150 có dạng hình chữ nhật, bao bọc xung quanh là dải đèn LED ban ngày gồm những bóng đèn li ti. Bộ khuếch tán bên dưới cũng được làm mới, chia thành 3 hốc gió hình chữ nhật giúp động cơ bên trong được làm mát tốt hơn, đồng thời tăng vẻ hầm hố. Hai bên hốc đèn sương mù được khoét vuông vức và góc cạnh. Khá bất ngờ khi dòng xe F-150 Limited không xuất hiện nhiều trên đường nhấn nhá gân guốc, thay vào đó Ford tạo điểm nhấn cho hông xe thông qua phần vòm bánh xe có thiết kế nổi khối và nhô cao, đi kèm là bộ vành khủng đa chấu có kích thước 22 inch. Trang bị bật lên xuống tự động gập mở tưởng chừng chỉ có trên những dòng SUV cao cấp, nhưng nay lại được Ford tích hợp cho F-150 Limited 2021. Nhờ đó, chủ nhân và hành khách có thể ra vào xe rất dễ dàng. Chi tiết bật lên xuống vừa kể phía trên tiếp tục được sử dụng cho phần thùng hàng phía sau. Do đó, khách hàng không còn phải chất hàng một cách khó khăn như bán tải Ford Ranger, mà chỉ cần bước đều như bước trên cầu thang. Không những vậy, chủ nhân cũng không cần phải chạm tay để mở thùng hàng, bởi xe có chức năng đóng cửa, mở bằng điều khiển từ xa. Khách hàng cũng có thể nhìn ra F-150 Limited 2021 từ sau nhờ phần lớp ốp kim loại to bản ở nắp thùng với dòng chữ Limited được khắc tinh xảo. Bên dưới là hai ống xả hình tròn nằm đối xứng nhau, lấy cảm hứng từ chiếc SUV hiệu suất cao. Nội thất không quá lời khi đánh giá phần nội thất của F-150 Limited, với vẻ mang lại trải nghiệm tương đồng như một chiếc SUV hạng sang. Vừa bước vào, hành khách sẽ cảm nhận được sự thoáng đãng và rộng rãi khi chân xe được tích hợp cửa sổ trời toàn cảnh điều chỉnh điện. Khoảng cách để chân giữa các hàng ghế rất dư dả cho những hành khách cao 1m8 trở lên. Bên cạnh đó, chi tiết gỗ bạch đàn được áp dụng ở nhiều nơi như cánh cửa, mặt táp lô giúp khoang cabin trông đẳng cấp hơn. Dù đã được cải tiến đáng kể về độ sang trọng, nhưng táp lô của F-150 2021 vẫn giữ lại được chất riêng của dòng bán tải. Đó là những phần ốp vuông vức góc cạnh và đậm chất nam tính. Đáng chú ý nhất là bệ tì tay cỡ lớn của F-150 được trang bị bằng một miếng kim loại khắc laser tên Limited và số series. Vô lăng của F-150 Limited có thiết kế khá cơ bắp và nam tính. Phía trên tay phải là nút xoay gài cầu đi kèm, còn có hàng loạt các nút bấm tiện lợi. Toàn bộ ghế ngồi F-150 Limited đều được bọc da và có độ đàn hồi êm ái hơn đàn anh Raptor, giúp hành khách cảm thấy thư thái. Trên bề mặt ghế còn có những đường chỉ đôi tương phản thể hiện sự tỉ mỉ mà Ford đã chăm chút cho F-150 Limited 2021. Hàng ghế trước có thể chỉnh điện 10 hướng đi kèm là tính năng sưởi ấm, làm mát và chế độ massage. Hàng ghế sau có độ nghiêng khá lớn giúp hành khách cảm thấy thoải mái khi đi đường dài. Nếu cần thêm không gian chứa đồ, hàng ghế phía sau có thể gập lại rất nhanh chóng và đơn giản.
tiện nghi, là mẫu bán tải cao cấp. Do đó F150 Limited 2021 được trang bị điều hòa tự động độc lập ở cả phía trước và sau, giúp duy trì nhiệt độ luôn mát lạnh. F150 Limited được trang bị khá nhiều tính năng giải trí hiện đại như màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch tích hợp Sirius XM Satellite Radio, hệ thống Sing 3 ra lệnh bằng giọng nói thế hệ mới, kết nối Wi-Fi, Apple CarPlay và Android Auto, cổng sạc 110V và cổng sạc 12V cho hàng ghế sau, dàn âm thanh Bang & Olufsen gồm 10 loa. Vận hành, tưởng chừng động cơ V6 EcoBoost 3.5 lít chỉ được trang bị trên chùm cuối F150 Raptor, nhưng Ford đã mang lại động cơ này trên F150 Limited 2021. Ở phiên bản cũ, Limited 2018 chỉ sở hữu nguồn năng lượng 375 mã lực vô mô men xoắn 367 Nm. Bước sang phiên bản 2021, động cơ mới của F150 có khả năng sản sinh công suất tối đa 450 mã lực và mô men xoắn cực đại 691 Nm. Toàn bộ sức mạnh của F150 được truyền hệ dẫn động 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp. F150 có độ bám đường cao nhờ sử dụng bộ lốp dày có thông số 275-45 mâm 22 inch. Có thể nói khả năng vận hành của F150 Limited gần như tiệm cận với đàn anh F150 Raptor. Do đó không chỉ trải nghiệm được sự tiện nghi sang trọng mà chủ nhân của F150 còn được khá thoải mái. Đặc biệt F150 có đến 5 chế độ lái gồm Normal, Tow House, chế độ kéo remote giúp lái xe dễ dàng tối ưu hóa sức mạnh của động cơ, Snow Wet giúp vận hành tốt trong điều kiện có tuyết trơn trượt, Eco Select giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, Sport giúp xe tăng tốc nhanh hơn mang lại cảm giác lái phấn khích. An toàn, bản danh sách an toàn của F150 Limited dày đặc với những hệ thống như camera 360, cảnh báo an toàn phía trước, phát hiện người đi bộ, tự động phanh khẩn cấp, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ đổ xe song song, ga tự động thích ứng, kiểm soát chống lực, cảnh báo điểm mù, kiểm soát vào cua, giám sát áp suất lốp. Kết luận, Ford F150 Limited 2021 đã phá bỏ được nguyên tắc của dòng xe bán tải truyền thống, chỉ tập trung vào khả năng vận hành. Bởi lẽ, trải nghiệm trên Ford F150 Limited không khác gì một chiếc SUV hạng sang với đầy đủ tiện nghi và được bao quanh bởi những chất liệu đắt tiền. Thông số kỹ thuật, F150 Limited 2021, số chỗ ngồi 5 người, kiểu xe bán tải, xuất xứ nhập khẩu từ Mỹ. Tự trọng 2 tấn 240, động cơ V6 EcoBoost 3.5 lít, động cơ công suất tối đa 450 mã lực, mô men xoắn cực đại 691 Nm, hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động 4 bánh, chế độ lái Normal, Tow House, Snow Wet, Auto Select và Sport, cỡ lốp 275-45R22. Trên đây là đánh giá tổng quan về F150 Limited 2021, ông vua bán tải tại thị trường danh tiếng từ Mỹ. Quý khách hàng tại Việt Nam có nhu cầu đặt xe này về Việt Nam, vui lòng liên hệ hotline 0915 116 831. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Các bạn hãy like, subscribe. Xin vui lòng cảm ơn.